Trên chân mình đang mặc đây hai chiếc quần tất 3D. Bên này là hàng một lớp và bên này là hàng hai lớp. Điểm giống nhau của chúng là đều có mặt bên trong màu da và bên ngoài màu đen. Khi mặc lên tạo cảm giác như mình đang mặc quần tất này. Hàng một lớp thì mặt trong mặt ngoài nó gắn liền với nhau thành một lớp như thế này. Cho nên độ bền nó sẽ rất là cao. Bởi vì nó dày như thế này nên rất hạn chế được cái sự rách tất hay là hỏng tất. Mà mặc thì nó rất đơn giản thôi, nó không bị xô lệch, mình chỉ cần mặc như trước một chiếc quần tất bình thường. Mà màu của nó cũng rất là đẹp. Còn hàng hai lớp thì mặt lớp trong với lớp ngoài nó tách riêng nhau ra như thế này. Lớp ngoài mỏng manh như thế này thì nó sẽ rất dễ bị xước móc và rách tất. Mà nếu như mà rách lớp ngoài là chúng ta sẽ phải bỏ cả cái quần tất, rất là lãng phí. Là lên chân cũng thế, hàng một lớp nhìn nó sẽ rất gọn hơn rất là nhiều. Sau khi có hàng một lớp nó có lớp lông dày như thế này. Ngoài quần tất 3D nốt lông ra thì còn có quần tất 3D lót nỉ. Trên mình đang chân chân mình đang mặc đây là lót nỉ trơn và lót nỉ họa tiết. Hàng nỉ này nó sẽ mỏng hơn và thích hợp với thời tiết mùa thu. Cũng là hàng một lớp, chất rất đẹp. 3D họa tiết có thêm mẫu lơ và chấm bi này. Có thêm sự lựa chọn cho các bạn.